mấy năm mình viết mấy chục viết mà chưa lấy dây nghe mấy chục giúp nhớ các bạn đồng đầu đi chạy dây không viết gì chưa lấy giấy tờ ba giờ mới ra lấy giấy chứng chuyện thế con có nói chứ tôi khổ cũng hơn đó em ông nhân lứ kiếm dư cá mà hô gom góp đem cho cháu ngoại chứ mình nghèo mình đâu có tiền cố gì được cho mấy chú nè ngày đi phim mà tôi không có nghĩ cơm có bữa ăn mà không cái cô bác cái bên bà tám rồi mấy bà cái bên mấy bà đó mấy thôi cái gì chứ không thẳng chứ nếu mà đi bấy nhiêu nữa là nó một đêm không chịu khó lòng lâu lắm chừng 10 bữa ngày mới đỡ lại mấy bữa đầu á nội dữ không chết luôn cái chứ mình bị... không có con nó trai rồi có mấy đứa cháu à mà nó giữa chừng cái nó phát ra nó bỏ nó đi gì vậy sao chịu nổi tôi nuôi là cũng như nó tôi nói mấy chú nó đi bằng kho ở ngoài kho á mấy năm đó nhà tôi cũng eo hẹp thôi bằng cột gáo đồ chung chân á siêu dẹo đâu có nuôi trong nhà không có chỗ ngủ nghe đồng mà nói chú cháu thì về được biết lại 1000 lại tôi cũng lại đi nào tôi cũng dai trời dai khách mạnh giỏi rồi dạ. Cô bác thì đưa cho nó về được 8,5 tháng đi để nó mới nói mẹ ơi giờ con nuôi không nổi rồi có bầu như thế này nè có bầu như này tháng mấy rồi cái nói thôi giờ giúp chú mẹ đi đưa cho mẹ nuôi tôi mới đem về nhà tôi nuôi hồi đó chú biết khổ lắm mấy mua nó sữa đầu nuôi cho nó chặn ngay rồi nghiền cơm đầu cháo rồi cho nó ăn bữa nào nuôi tới 12 tuổi nó thấy nó lớn quá rồi rồi đẻ thì mấy đứa này nè hai đứa sau là đẻ mổ nhỏ này đẻ thành thường khổ lắm mỗi lần đẻ rồi dòng họ anh em nó xúm cho người vài trăm vài chục cơm cho nó đi bệnh viện rồi tôi mới nói dòng này thôi bây giờ cháu ngoại mình dĩ thôi cho nó dĩ với cha với mẹ đi đặng lột hạt điều rồi với số giết rồi tiếp giữ em mình ở chỗ này làm không có sể mới về có 3 năm mấy nay rồi 4 năm nay 12 tuổi mới về chứ nó sắp với tôi ngoài tôi con bé thứ mấy ở dưới bà ngoại thứ hai ha là dạ. Con bé mất tích đấy ha là dạ. Tôi 12 năm nó thiệt chung nó đi tôi chết nữa thân mình ổng nằm viện mới xuất viện có 4 lần bữa tới tôi chỉ là ông với bà bệnh hết trơn luôn dạ thi sực tôi hỏi chú không ngủ dạ, không ăn đêm bữa nay mới lấy giấy về viện 3 giờ mới lấy giấy về viện bé đi là ông với bà thi sực ha dạ. Khóc không tôi nói chú em bởi thường cúng mình thờ bởi bóng bóng chén thì chiều đổ rồi hấp bóng chén cúng khó mình thường hay nó nói chuyện với mình không biết chú ừ ngoại ơi cái này cái kia cái đó cái đẹp chú hình ra dạ, bệnh nhớ viện. Lại ha dạ ra bệnh viện mà gặp mà chán bạn với cháu mình tôi đi không muốn nổi luôn cái này chú cái này đứng đây ngoại tiếng là đứa ông không có con trai không có chết con ba thờ con thờ cho nói với mà mình gì là bây giờ đi mất tiêu chứ nói vậy nha dạ. Dạ. Rồi tôi cũng nói với nghe tôi nói cái này nhà tôi mà ấy cũng nhỏ xíu không có bự mà với mấy xong nó nói nữa con có chồng miếng giàu có hơi miếng nghèo khổ nhiều quá chốt ở đây không con ở con thờ ngoại à giờ nó nói còn nói đâu mà thương nó quá mày chú nhắm chết được tôi nói nếu mà nữa thằng gái nuôi quá con nuôi cho con thờ cho gắn thì con vài năm nữa có chồng nước ngoài gửi tiền cho ông ngoại bà ông ngoại nó nói chết nữa thằng mình chứ mới vừa nó đi ổng nằm viện trước tôi ổng viện hai ba bữa tôi nửa đêm gà lộ giáo mới thì cháu mình nó có lỗi gì không muốn nằm bởi một đêm mình đâu cứu một đêm canh ha dạ hai bà mấy bà ơi hay lâu mấy bà mấy bà đêm chơi diễn đi đâu đâu chừng xe đâu chừng chết mấy bà thiêu gì thôi hai bà bây giờ thì sao đâu hai nghe ba ngoại mình con cháu mình nó có về nó kêu ngoại ơi mở cửa không nó trông một câu nói nó dữ lắm cháu đứa mẹ trong đây đâu có biết tôi mày bữa 1, 12 giờ bia để thức dậy cái mở cửa ra giờ phải đâu giờ cô cháu mình nó đi nữa nó sợ nó có về bằng đêm nữa không mà đêm nào như đêm nay bọn bói giết là cái điện vô mà tin tức gì không ông bắt ông điện luôn luôn mà điện cứ thuê bao điện cứ thuê bao không vô điện tội nó còn giữ cái này tôi chơi tôi bắt nó tôi đâu biết chơi gì đâu có khi phi tôi điện sáng tôi điện tiễn nhận nào cái con cháu mình nó có gì không dạ. Mất tiêu luôn không thấy gì chứ ba chị em chứ đứa nào cũng chị hồi bữa mình nghe hay mất chắc gia đình xôn xao đúng không trời trời chú nói chú à sớm cả dòng họ điện luôn. Vô một cái rồi là tôi xách xe tôi chạy là cũng như nói chạy là chạy gì thôi chứ tôi không biết cái hồn tôi đâu tôi chạy bập 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 cái tiếng mà hơi thơm cháu mình cái đường lọc nó bút nó mặn lộ mặn lộ còn có chút xíu à té không sập xe chứ chạy cái vòng mà hỏi tám ai cũng nói không có chứ bây giờ mình biết tìm đâu giờ biết kiếm sao chú cũng như đem tấm hình nó theo ghé quán mấy chỗ đông đông người rồi tôi biết là bé này
không vậy thôi, người ta nói không gặp thì thôi mình chạy đi nữa. Đâu có biết mà điện thoại tôi xài cũng không có rành luôn. Cái này nhờ cái chú Tài nè, cái chú Tài cũng ở sớm nhà cũ rồi chưa ở dưới. Mới nghe hoàn cảnh gì nói em có quen chú Anh Trần, chú Minh Tân gì đó, để em giúp chị. Rồi nó điện lên tôi, bữa nó chạy có biết gì đâu bây giờ, có biết gì đâu. Tôi không có biết rành. Tôi điện chú tôi bây giờ hả? Có cái thuốc nốt vòng vòng tôi biết chứ, cái lúc xuyên tôi đi chưa gặp em từ nay tới năm mấy tuổi đó. Bây giờ nếu mà gặp cháu chắc ông mừng đúng không? Sao không mừng? Ví dụ bây giờ có thông tin ở xa chú có đi không? Thì dây bắt nào tôi cũng đi tôi tìm cái cháu thì còn cái nói mà tôi nói thiệt với chú tận tình mà nói nghe. Như ví dụ mà nó có bắt qua Campuchia nó bán mà chuột mồng 200 triệu đó tôi bó tay nó thiệt, không có khả năng thiệt. Còn cái đi mà hỏi ví dụ 500-700 ngàn kêu bà cái lợi có thể mình xin dòng họ được, còn cái ví dụ bạc trăm triệu rồi chuột cái như mấy cái clip kia đấy mà tôi không có khả năng tiền có thể cái chú còn như coi là mình thấy bác coi lên từ nào cái tám tôi nói không coi con như nào cái đã khổ bác coi rồi khóc coi rồi khóc cháu mình cũng bàn cánh yên ta. Giờ tôi nói cầu mong cộng đồng mạng trong nước ngoài nước bất cứ ở đâu mà tìm gặp bé Hân này liên hệ dùm cho mấy chú lưu tập này là một cái số điện thoại gia đình của tôi. Chào cô Chính nha, chào cô Chính, cảm ơn luôn đó. Cô chú anh chị mình xem. Cảm ơn gì thêm giờ tôi lại 1.000 lại tôi cũng lại luôn. Mình viên ly nha. Chứ bây giờ nghèo khổ không có tiền bạc đi xe cổ đi hoài ai cũng kiếm đi vậy cũng thôi chứ cũng không được cái gì đâu. Vậy là con bé này hồi lúc đó đã sống với ông Hải rồi. Cứ Trung Quang like được chia sẻ mạnh mạnh lên để mới đỡ gia đình tìm được thân sớm sớm về với gia đình nha cô chú anh chị. Nhỏ một tay ống không tôi bị cái giò tôi nhấc nè rồi ông giữ nhiều. Nó thương ông bà không? Nó thương lắm. Mà nó mới đồ ngoại nó nghe thương mà tôi nó không thương. Nó nói gì ký ức cho ông không? À, nó không có nói gì giúp mà đều ông thường thường hay nói chơi nó nói ông ngoại không có con trai không biết tôi chết rồi ai có ai thờ không nó mới dọn miệng nó nói không ai thờ con thờ cho không ai nuôi con nuôi cho con nếu con có chồng thì con có tiền của cháu ông bài hay thường thường nói gì kêu bà gác thì mới nói nó là những cái câu đó mình thấy mấy ngày cứ không ăn bùng lạnh hết anh nó chung ra nhà tôi nó nói tôi đi bằng đó. Hoặc là do nó cắt cho thế gì nó thôi ông bài đi ăn bằng đi thuốc rồi nó sức giảm ông bự cũng đưa có bánh có tiền nữa cho ông bớt đi bớt ông gác 2-3 năm nó đi con đi nước ngoài cũng gửi tiền cho ngoại nói đau lòng ha. Vậy tôi nhớ hoài mẹ chú nửa đêm mà tôi gặp ông bự hai đầu giờ cái cháu mình nó có về không đúng là lâu giờ ông hai gần đây không ở ngoài bà chiêu cũng chung huyện này nhưng mà xã Vĩnh Bình ở ngoài bà chiêu nè. Giờ mấy bà kêu có đi ra đi vô ở nhà đi ra đi vô không? Không lâu lắm thì cô cũng sợ dù bắt cóc đó chú. Ừ. Nó chạy xe đạp mẹ cha nó nhớ ngoại quá tôi đi ra. Là bắt đầu đi ra ngoài là ông chạy xe xong rồi tôi đưa về tới nhà là hoàng mừ lần chứ mừ. Còn nó trong này mà cha mẹ nó đi ra ông rồi đó là chạy xe dọc đường dạ, đi kiếm nó. Đi kiếm nó. Nhà sợ bắt cóc. Chừng nào đi về nó nói hai bữa ba bữa cũng về đưa tới nhà luôn. Tôi mới về. Trước ông bà bò làm sao? Có khi nó còn chạy không nổi ngoại buộc dây vòng. Một dây dây đạp lên sau xe dạ. Rồi giờ đi mất tiêu rồi. Hỏi chú nhà không thường được. Buộc dây dòng về tới đây nè vô nhà đàng hoàng. Buộc dây kéo về. Đi ha. Ờ cái cộng không đem cái cộng dây đi đâu. Dây băng ra ngoài bà xa. Cộng dây dù á. Dây băng á. Quay mãi cỡ 7-8 cây số. Rồi 7-8 cây nó chạy ra ngoài ha. Dạ bị lộn này không có giao thông. Dạ xe đạp đó. Chạy chậm chậm nó ổng lôi lôi nó theo nó đạp không nổi. Thì mới vòng hôm bữa mùng ngừ tháng 5 mùng ngừ tháng 5 là về tới mùng ngừ tháng 8 là mùng 8 tháng 8 là nó đi. Tháng 8 ngày tôi nói ổng đi chai chân ổng là giọt ổng thấy bữa bữa mướn cho mày quát cà phê à mặn gì cũng mặn chứ chú đi làm mướn rồi ha. Dạ nó hay mặc cái áo với cái quần mà gách giá tùm lum hay ngoài bệnh viện rồi về đi luôn nè rồi sáng ông ra ngoài cái đi xin đồ gãy từ thiện tiếp người ta ông bỏ tôi trên bệnh viện thuốc men đi rồi cái tôi điện ông ơi mấy chú vô nhà rồi về bắt đầu vô về ông về bên nào cái gì 7 bữa chứ tiếp mẹ ông ngoại 6 ngày có ngày đầu ra luôn luôn mình cũng tiếp làm bắt cơm từ thiện ha. Dạ nó cơm từ thiện bắt nấu mướn tẩu đi 7 bữa mình đi chợ xin đồ. Dạ. Bây giờ gót cửa đồ tiếp người ta. Tôi nói sao làm muốn dạ. Không mà con cháu tôi sao gặp dạ. Không gặp nhịp dạ. Mai tôi buồn chứ buồn. Bắt cầu đắp đường bờ lộ giống đi tối ngày nào đi mặn mướn thôi. Ngày nào thông đi với mấy ông đạo đi mặn tối ngày đâu có thông đâu dạ. Bây giờ mà gặp nó dạ. Kiếm được cái, nó đi về chắc cũng... Tiếp này mình tu mà kiếp trước mình đâu biết làm gì hết con. Ngoại với bà ngoại chắc mừng lắm.
tôi cầu mong cộng đồng mạng biết con cháu ngoại tôi đâu đưa về giùm, hay là hoặc điện cho mấy chú lưu tập này nè, với số điện thoại của con tôi cho là tôi cảm ơn nhiều dữ lắm, tôi mong nhiều lắm thôi. Mất 6-7 kg ăn bữa chén rồi bữa ăn chén bằng đêm, là nói chung ngủ chừng tiếng này tiếng màu là nhớ lại nó nói gì này chuyện kia với mình, rồi cái đầu mở cửa đi ra giờ hay không là, tại vì mẹ nó mà nó còn dẫn ngủ với ông ngoại đó chú, nó không có ngủ với em tôi. Em gái Hàn Quốc nha, mở cửa giờ hai đầu giờ hay không còn chào rồi về không chào về nhà hai bên nữa thôi, chuyện gì tới đâu tới đó ông tâm từ từ là Hàn Quốc rồi. Chứ mày giữ nâu thâu bằng đêm nó xe đâu chịu chết. Này mà mình hay nghe tin nói là ai mà báo qua đâu chắc là ông ngoại bằng dạ. Tôi yêu cầu nó thiệt chút tiệm cầu ờ bây giờ nghe nó còn sống như thôi. Nó có bán chinh hay là cái gì nó tàn tạ nó cũng, tôi cũng đồng ý đem cái xác gì nó còn sống rồi. Kệ mình, nó thắng mình nuôi nó cũng được mà. Ở nhà ở mà miếng đi về còn nguyên vẹn được. Dạ nguyên vẹn người được rồi, thí dụ mình đã mình nói thí dụ chú nó bạc phước mà gặp mà ta đưa cho mấy cái động nó bán chinh, nó mắc cái đời gái nó kệ nó, tại cái số nó vậy rồi, tôi nguyện cầu là cháu tôi về nhà được là được rồi, từ dạ. Từ mình xây lại cuộc đời chứ đâu thì biết đâu nó đi làm dạ. Đâu đó rồi nó coi được cái clip này nên thấy thì nó về mình, ha mình tôi suy nghĩ đúng. Tùm lum nhưng nó đẹp chú á, có con bé gì ở Cà Mau đó, còn cái vụ mà đi coi thầy coi bà tôi đi tùm lum ta lả luôn, 20 ông thầy luôn, ai cũng nói không ai đúng ai chứ. Nói sao? Lúc không có người thì nó đi xa, người thì đi gần, người biểu đi kiếm gì mới đi kiếm tùm lum chứ. Một người thì nói gì nó đi có người ủng hộ nó không chẳng sao, dẫn dắt bằng ăn người tôi giờ cái đầu nó nát ấp hết trơn, bây giờ tôi là cầu mong hết biết cái gì luôn. Tôi để bây giờ là để con kêu ông sư phụ của con ông coi hết coi. Dạ. Mà gọi tối tùm lum hết trơn nhóc ông hết trơn. Có ông mấy người kìa. Nó là cả nó sanh ngày Tây là 17 tháng 7, còn nó sanh cái ngày mình là mùng 3 tháng 6. Chào dạ. Con nha. Biết rồi, tôi nhắc biết về cái gì tôi thường thường cứ nói chiều đốt nhang cúng giấy của quyền nó tốt bà trời ăn dẫn đi xuống lộ bình an. Có biết nó đâu rồi dẫn dắt nó về, giấy ông gà cả 20 ngày nay có phải tâm tức gì đâu. Bữa nay là 22 ngày hả không? 22 ngày mùng 8 mình nó chút. Điếm từng ngày. Điếm từng ngày luôn ha. Điếm từng ngày luôn chứ. Nói mà mấy chút lên là 2 bữa lên 500 chứ lắm. Ngày qua ngày, ngày qua ngày. Điếm sao lại nó điếm nó nói bữa 2 bữa. Nhà ông ngoại ngoại ở vậy? Có 2 chồng già. Có 2 chồng già. 3 đứa gái gã trơn rồi. Mọi đứa nào cũng nghèo nghèo không. Ví dụ chị em mà bất quá có tốn thiếu cho 1-200 ngàn chứ không có tiền cho 1 triệu, ai cũng khổ chứ. Cảm ơn em gái nha. Rồi nhà mình ngoài nhà gì không ạ? Nhà tìm chế dựng sắt. Tìm dựng sắt ha. Ok tôi mần mấy chục hai đó tôi gom gom lại cất được bằng sắt. Nhà ông ngoại chạy xe bự vô được không? Không, cái lô đan nó có 3 thước à. Cầu chạy xong chạy xe bạc. Thốc lóc chạy vô thì được. Không? Đường này nó hơi láng lên đường này chút. Bây giờ chút đi ngoài không được, tại đồn ngoài đang làm móc á. Không có chạy thẳng ngoài được. Cái gì che thành lọc á. Phải ra được con ra nhà của ông coi quay rồi ông chia sẻ thì ở đây gì cũng được rồi chứ không phải tôi nhào có gì mà tôi không cho mấy chú ra nhà sợ gì, tôi cũng nói thiệt rồi mà cái đường ngoài nó khó khăn đó, thì con đến con coi có hỗ trợ gì, giúp được gì cho dạ. Gia đình mình không á dạ gì. Còn nếu đi là đi đường bộ ớt đi vô dạ. Được thốt không thì lần được. Sau lần sau tôi con đi bằng xe gắn máy dạ. Thì được. Ừ. Nhà tôi thì nó ngay cũng tìm chế. Yeah. Nhưng nhà mình có ruộng đất gì nhiều không? Dạ. Không có hả? Ruộng đất mà có nhiều làm công không ha. Dạ. Chú là đi là mà ở không là đi vô nhóm từ thiện là là công việc. Tôi thì nó năm nay á đi làm từ thiện. Tôi nói thiệt với chú vậy nè, cái giờ vô nhóm là tôi cũng vô bị gia đình mình khó khăn rồi nhớ chỉ hay chú này sửa cầu hay chú kia bắt cầu thì phải mình tiếp ngày hai ngày rồi về đi làm mướn, còn tới đợt nấu cơm từ thiện thì ra nấu 7 bữa rồi ông Dượng nó không có làm tổ ra nấu 7 bữa rồi 2-7 bữa gài mà xả bà bệnh thì ra ngoài cũng tiếp cái tổ đó trong kinh 15 á tiếp giờ nãy là sửa sạn đi xin đồ rồi nghe dưới chú Tài điện lên quản á, cái chú bây giờ tôi cũng có hoàn cảnh khổ vậy thôi, mấy chú bữa nay đi bữa đi thì tôi về chỉ có câu chuyện mấy chú viết thơ lên. Đây là hình của con bé Ngọc Hân nè quý cô chú anh chị. Nếu quý cô chú anh chị có gặp bé Ngọc Hân ở đâu á, thì quý cô chú anh chị hãy liên hệ với quan Phạm Cần Thơ nha.
hoặc là liên hệ với nhóm nha. Quý cô chú anh chị chụp lại cái tấm hình này để tìm kiếm giúp Quan nha, và chia sẻ giùm mạnh mạnh giúp Quan nha. Bé này tên gì rồi cô? Nguyễn Thị Ngọc Thanh. Bé Nguyễn Thị Ngọc Hằng, em bé 16 tuổi. Nó đi ngày mùng 8 tháng 6 của mình á. Nguyễn Thị Ngọc Hằng. Tôi đi xin công phước mùng 8 xin có bệnh viện đó. Thôi Quang cũng xin kết thúc video tại đây nha. Nếu cô chú anh chị có lòng hảo tâm thì có thể tìm kiếm giúp gia đình giùm Quang nha. Ở đây thì nó xã gì không biết, còn tôi xã Vĩnh Bình. Xã Vĩnh Lộc hả? Ở đây là ở Vĩnh Thạnh của thành phố Cần Thơ nha quý cô chú anh chị. Đây nè, hình con bé nè. Bé cao khoảng 1m6 á.